Xin chào tất cả anh em. Vâng, hôm nay làm quả kèo chạy bộ từ Valencia lên map Icarus anh em nhé. Đấy, đây là một số các ý kiến của một số anh em là muốn trải nghiệm ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Đó là chạy xuyên các map, từ map Valencia lên map Icarus. Bây giờ đi làm thêm quả khiên anh em ạ. Làm thêm quả khiên nữa. Đấy, khiên nữa, một tay cầm đại long đa, một tay cầm khiên nữa trên nào. Để vừa chạy cho nó đẹp. À đây rồi. Ngựa này 230 recoil. Khiên cộng 7, phản hồi 5% được tấn công. Cộng 7 giảm sát thương. À đồ của mình đang là 5% anh em ạ. 40.000 recoil. Mua luôn. Mua luôn còn gì nữa. Đấy, bây giờ là gì ạ? Một tay cầm đại long đao, một tay cầm khiên anh em ạ. Cộng 1 vứt đi xuống đây. Cho đại long đao cộng 7 lên đây. Rồi. Bây giờ chạy bộ anh em ạ. Bây giờ đi chạy bộ rồi. Bây giờ chạy bộ sẽ đi lên Davies trước. Ông nào kia? BPK mình à. Chào bác đấm. Ô, quay. Vẫn còn. Cứ oánh rồi, bị oánh rồi. Ôi. Em đi em ăn con boss thôi anh em ơi. Trời ơi, cho em ăn con boss đi. Trời ơi, đừng giết em. Mau. Thì chết rồi, ông đấm vợ mõm này. Đang làm quả kèo anh em ạ. Bây giờ chúng ta phải di chuyển sang bên Davies đi bộ anh em nhá. Và bây giờ từ từ đã, tháo áo, tháo quần xuống anh em ạ. Đấy, nhìn như này nó mới chất lượng này. Ngày xưa chơi toàn thế này thôi. Ngày xưa chơi toàn theo kiểu là gì ạ? Một là đeo đầu, hai đeo tay thôi. Gọi là chất lượng, gọi là ôi ông ơi, đấm vào mồm ơi. Ê. Anh ơi. Giờ làm kèo chạy bộ từ Loren lên Icarus. Không. Go đi. Đi đường nào? Đi đường nào? Davies nhá, Davies à? Go, đi rồi, đi. Đi không, đi không? Chất lượng cho anh em ơi, xoay em cái. Một tay cầm đại long đao anh em ạ, một tay cầm khiên hỏa long. Chất lượng chưa? Rồi đi, get go đi kia. Ai chạy bộ bao giờ đâu? Đi thôi, đi. Ui dồi, không đánh nhau, có đi không? Đi, go. Cậu bác này không đi rồi, bác này đi đánh nhau rồi. Đi anh em ạ, đi thôi. Đây, một tay cầm đại long đao và một tay cầm khiên hỏa long cùng với Wing 2 và mặc set Flaming. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại kỷ niệm, đó là chúng ta sẽ đi chạy bộ từ Norensia lên map Icarus. Và theo mình nhớ hình như bây giờ phải chạy qua Davies phải. Chạy qua Davies xong là xuyên lên lốt không. Nhưng không biết nhớ đường hay không. Đấy, quả kèo này là ok đấy anh em ạ. Vừa chơi vừa giải trí, vừa làm video cho anh em gọi là ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Đâu rồi? Đấy, đây. Bây giờ phải chạy bộ lên Davies rồi. Lên Davies rồi anh em ơi. Bây giờ chúng ta phải chạy tiếp tìm cái cửa. Cửa để lên Lost Tower 1. À nhầm, lên Lost Tower 0 chứ nhỉ. Nãy vừa đi chúng ta vừa chém gió. Rồi xem nào. Hình như cứ chạy anh em ạ. Hình như chạy góc nào ấy nhỉ. Thôi cứ đi. Chạy bộ vậy anh em ạ, không có sói. Không có sói rồi. Không có cái gì anh em ạ. Get go. Để qua cầu nữa à. Qua quả cầu nữa này. Đấy anh em có thể một tay cầm đại long đao, một tay cầm khiên, và cũng có thể là một tay cầm gọi là kiếm càng cua. Ủa, cũng ok anh em ạ. Một tay cầm kiếm càng cua, một tay cầm khiên hỏa long, cũng ok luôn. Xoay. Đấy, chất lượng chưa? Vừa đi vừa xoay anh em ạ. Vừa đi vừa cho anh em chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp gọi là quái dị của con game này. Cầm hai tay là xưa rồi, bây giờ là cầm một tay anh em ạ. Cầm một tay. Đây à? Không phải rồi, phải đi ra cầu bên này anh em ạ. Thôi cứ đi.
Vừa đi vừa bem quái. Gã ông kia ông đi nhưng mà không đi, ông đấm vỡ mồm ấy. Ông ấy cũng không biết đường đâu. Nhiều anh em ở đây xem video này cũng không biết được cái đường đi kiểu gì đâu anh em ạ. Đấy nhá, thế là chúng ta đi từ Lorencia này qua đến Daviat này. Đi không được thì chúng ta đi đấy, đi quay lại. Không vấn đề gì cả. Đây là cửa cửa gì đây? Cửa gì đây? Đây này, đây có một cửa anh em ạ. Đây có một cửa này. Đi đâu đây? Lốt. Ui giời. Đây là đâu? Đây là map gì đây? Map gì đây anh em? Hỏng rồi. Không thấy tên này. Map này map gì đây? Map này là map Abel A3 gì anh em ạ? Không phải rồi, đúng rồi, đúng rồi. Map này là map của con Sum rồi. Map gì đây này? Là cái map này này. Envillain. Đấy, map Envillain. Đấy, đọc tiếng Anh. Envillain. Không ok rồi anh em ạ. Nhầm đường rồi. Phải quay lại rồi. Đấy, sai đường chúng ta phải quay lại luôn. Map này là map Envillain. Đấy. Envillain. Đấy, đọc tiếng Anh anh em ạ, phải luyến lên, phải luyến lại lên. Envillain. Lên, mũi lên dốc, lên dốc. Rồi vào, tiếp. Như vậy là nhầm đường anh em ạ. Bây giờ chúng ta phải đi xuyên qua. Đâu đây? Chúng ta phải đi xuyên lên Lost Tower. Đấy, từ Lost Tower chạy lên Lost 7. Và Lost 7 chúng ta sẽ lên được Icarus. Nhưng bây giờ phải đi tìm đường ấy đã. Cứ đi mép mép như này này. Đấy, không được bay anh em ạ. Chỉ được chạy bộ thôi. Đây chúng ta bắt đầu sang Deviat. Gọi là khu vực gọi là bản đồ lạnh giá. Trong đây có gì không? Đi sâu đây này. Băng tuyết anh em ạ. Đây đây đây, đây có mũi tên, có mũi tên là có đường rồi. Đây rồi, Lost Tower. Ok chưa anh em ơi, Lost Tower rồi. Đúng đường rồi anh em ạ. Đáng nghe là không được sử dụng phím tab mới đúng anh em ạ. Đáng nghe không được sử dụng đấy. Nhưng mà thôi, phải sử dụng thì mới đi được. Đâu rồi? À đây 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 đây, Lost Tower. Ok chưa? Rồi, thế là chúng ta đã lên được Lost Tower. Tiếp tục. Ôi dồi ôi, chạy một quãng đường cực kỳ là dài luôn anh em ạ. Bây giờ đi đâu đây? Lên Lost lên Lost 2. Bây giờ đây đang là Lost 0 anh em ạ. Bây giờ phải lên đang là Lost 1, bây giờ phải đang lên là Lost 2. Ôi chạy xa lắm. Đây đây con nào đây? Ui quái này, quái lốt này anh em ạ. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Chuẩn quái lốt rồi. Em vừa đi vừa đập xem còn ngọc không à? Không có ngọc anh em ạ. Hết ngọc rồi. À tâm linh vẫn còn đây này. Tâm linh vẫn còn anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đập luôn nó vào cái khiên này đi. Cho lên cộng 9. 8 rồi. 8 8 8 8 di chuyển di chuyển di chuyển di chuyển. Đấy vừa đi vừa đập. Lên. 9. Tuyệt vời chưa anh em ơi. Đấy. Ông trời bao giờ không bao giờ phụ công những người gọi là có lòng quyết tâm anh em ạ. Thế nào? Đi kiểu gì đây? Giờ đi xuống dưới đây đúng không? Đi xuống dưới đây phải. Đây 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 đây. Sẽ đi kiểu gì đây? Lost Tower đúng là kiểu mê cung anh em ạ, kiểu mộ cổ ấy. Đúng kiểu mê cung luôn, đi đi đi. Đi xa lắc xa lờ luôn. Cái này mà cho làm nhiệm vụ ở đây thì có vừa. Hoặc là một số em vân ở đây thì anh em chạy gọi là gì? Cóng hết cả mông lên luôn. Đấy, chứ bây giờ chúng ta có khiên hỏa long là cộng 9 rồi anh em ạ. Bây giờ cho lên đại long đao ấy đi. Đại long đao này cho lên cộng 9 nữa đi cho nó sáng nè. Cộng 8 rồi. Cộng 8, cộng 8, cộng 8. Vui rồi, vui rồi. Cộng 8 rồi, giờ lên cộng 9 này. Úi xùi, sáng chóe luôn anh em ạ. Sáng chóe luôn rồi. Rồi. Đây là quả gì ạ? Đại Long Đao và khiên Hỏa Long cộng 9 anh em ạ. Chất lượng chưa? Rồi tiếp tục đi thôi, tiếp tục đi thôi. F11 cái. Đây rồi, có đường đây rồi. Có thấy mũi tên đây rồi. Gầu 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 đây rồi. Sang Lốt 2 anh em ạ. Một hành trình gọi là gì ạ? Đẫm nước mắt. Quay trở lại kỷ niệm ngày xưa, ví dụ như anh em mà không biết có lệnh bay này anh em phải đi bộ này mà. Đúng không? Rồi tiếp tục đây, giờ đi ra góc này này. Đấy, giờ đi mép đường này nhá, đi mép 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 mép. Ok. Đi theo mép đường anh em ạ. Quyết đấu kìa. Khua
khứa áo xanh vs với cả đấm vỡ mõm. Anh em ạ, bắt đầu quyết đấu rồi. Đây, đi theo rìa tường này. Vừa đi vừa gọi đập đồ anh em ạ. Bây giờ làm quả kiếm càng cua lên cộng cộng 9 anh em ạ. Đang hên mà đang hên. 8 rồi đây. 9 luôn. Ui dù, đập phát nào lên đập phát đấy anh em ạ. Đập phát nào lên phát đấy luôn. Ok chưa ạ? Xoay kiếm cho anh em xem. Bây giờ chúng ta phải là thử bỏ cái chân đi nhỉ. Ấy, đeo mỗi đầu thôi anh em ạ. Hộp cho chân nó đẹp hơn. Đấy, phải có đi giày cho đỡ đau chân. Đúng không? Phải đeo giày, phải đi giày này, phải đội mũ này, phải đeo găng tay này. Đấy, quần với áo thì không cần cũng được. Nhưng đi giày cho đỡ đau chân. Quả wing này thì thôi anh em ạ. Wing này cộng 7 mà không có lắc thì nó đập thì nó xịt luôn. Rồi gọi tí qua lốt 3 này rồi, đây rồi, đây rồi. Tí qua lốt 3 này anh em đập tiếp. Đây lốt 3 anh em nhá. Ôi giời, chết chưa. Ui tiền rơi này, 5.000 tiền anh em ạ. Thôi đi tiếp. Lướt. Để anh đi. Đây rồi, đi vòng dưới đây này. Vòng này. Đây là lốt 4. Đi rìa tường anh em ạ. Tiếp tục đi rìa tường rồi. Lốt 4 này. Lốt 5 này. Xong rồi lốt 6 này. Xong rồi lên lốt 7 này. Lốt 7 bắt đầu mới lên được Icarus. Đúng đường chưa? Đây rồi. Ok. Đi vào. Chả biết ông nào ông ấy làm quả kẹo này. Ui ca, ok. Ông nào ông comment ở trên cái video ông bảo là bây giờ mà làm quả kèo chạy từ Lorencia mà lên lên Icarus là cũng vui đấy nhỉ. Thế là ok luôn anh em ạ. Đây rồi, không này. Cứ đi rìa tường thôi. Đây là lốt mấy nhỉ? Đây là lốt 4. Anh em ạ, đây là lốt 4 nhá. Đấy, quái này. Kì kìa. Kiếm ma thuật anh em ạ. Con này ngày xưa là con này cũng cầm được một tay à? Ok luôn. Trời ơi. Cầm luôn anh em ạ. Đấy, kiếm này cũng ok đấy. Ông cái chiến thần kìa. Mắc 01 tiêu diệt phù thủy trắng rồi. Bắt đầu có phù thủy trắng anh em ạ. Anh em đi săn nó gọi là cả ngày luôn. Cứ 1 đến 2 tiếng là chúng ta sẽ có một cái event săn boss thoải mái luôn. Đây rồi. Đây là lốt 5 anh em ạ. Lốt 5 thì đơn giản thôi, đất 5 thì nó nhỏ thôi. Ok, đi vào đây em ơi. Lốt 5 rồi. Vào. Get go, bây giờ lên lốt 6 này. Bây giờ không thèm bật táp anh em ạ, để đi thôi. Theo kinh nghiệm là chúng ta cứ đi rìa tường. Rìa tường. Phải đi rìa tường. Cứ đi rìa tường anh em ạ. Không bật táp này nữa. Tự dò đường. Còn riêng mà lên lốt 7 thì thôi, không cần phải bật táp anh em ạ. Tại vì nó quá quen thuộc luôn rồi. Rồi, cầm đại long đao cho đẹp nhất anh em ạ. Đấy, đại long đao này cứ phải là ô sk luôn. Làm quả đại long đao với quả khiên hỏa long này ok này. Riêng lốt 7 là không cần bật bản đồ. Không nào đây. Google à, ấy Google đang cày gọi là cày level ở đây rồi. Bây giờ con game này cày level nhanh lắm anh ạ. Chơi được khoảng tầm khoảng 10 phút đến 15 phút là mắc đi. Là mắc 400 thôi. Công việc của anh em là chỉ đi săn boss xong là đi kiếm đồ thôi. Rảnh thì cày master thôi. Chứ cày cấp bây giờ là cứ level 400 là chúng ta được khoảng 50-51.000 coin rồi. Ai cũng giống nhau hết. Cứ level 400 là mắc coin rồi. À, chủ yếu là đi săn boss để kiếm ngọc này, kiếm đồ này. Thế thôi. Ở lốt 7 thì không cần bật đồ anh em ạ. Quá là thuộc luôn rồi. Tại vì là lốt 7 là một trong những cái map mà chúng ta gọi là chơi cắm chuột nhiều nhất đi. Và hôm nay đi vào giữa đây có một con cái con gì mà người đỏ đỏ mà cầm hai cái lưỡi hái anh em ạ. Cái con nào cười đấy, nó cười đấy. Quái đây cười rất là đẻo luôn. Đây rồi. Đấy. Icarus. Ở đây. Icarus. Vâng. Xong.
Lên. Vâng, như vậy như là như vậy chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi anh em ạ. Chạy từ Laurentia lên map Icarus. Và bây giờ chúng ta đang ở trên trời rồi. Ông nào đây? Well well ạ. Well well way. Đồ săn luôn anh em ạ. Đồ săn luôn, có ông nào ở đây không? Không có ai luôn này. Bây giờ phải đi tận vào trong luôn. Đi vào tận trong đánh con Phượng Hoàng Lửa anh em ạ. Thì nó mới hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, một số anh em yêu cầu gọi là AD Mark 2 là làm quả kèo là chạy bộ từ Laurentia lên Icarus là yêu cầu của anh em nó phải tuyên dương nhá. Thả tim nhiều vào. Đây đây đây. Ông này vừa đánh mình em ạ. Vừa đánh mình này, đấm vỡ mõm này. Lên đây cày lông vũ à. Vừa đánh mình ở Laurentia anh em ạ. À trả thù rồi. Đấm vào mõm. Một chuyện khác nhau anh em ạ. Ông này là ông đấm vào mõm. Có nghĩa ông đánh mình mới là ông gọi là đấm vỡ mõm. Không hiểu luôn. Cứ tưởng là trả thù được nhưng không phải anh em ạ. Ông đánh mình ấy là cái ông đấm vỡ mõm. Đây này, ghi ở đây này. Đấm vỡ mõm. Có cái ông mà mình vừa kin xong ấy, ông này gọi là ông đấm vào mõm, là hai ông hoàn toàn khác nhau. Không hề liên quan đến nhau. Như vậy là đánh nhầm rồi anh em ạ. Trả thù nhầm rồi. Chết rồi. Cầm quả đại long đao, cầm quả khiên này đi rồi đánh nhầm rồi. Đánh nhầm người rồi. Không biết có bị ăn chửi hay không đây. Đây đây ông kìa, ông đấm 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 vỡ mồm, ông đang PK loạn lên kìa. Có cái ông đấm vào mồm ấy. Đấm vào mồm là cái ông nó đi cày lông vũ. Ông này không có đồ. Còn cái ông đấm vỡ mồm là cái ông có đồ. Quánh luôn, xong nhiệm vụ. Xong nhiệm vụ anh em nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.